Chào mừng các bạn đến với kênh Cô Chi. Bà Gato ơi, bà Gato bắt con lợn lên, con lợn bị chết đuối kìa. Ui, nào cho nó đấy, đổ nước ra ngoài, cho nó ra ngoài đây. Bà Gato ơi, mang ra đây. Ôi, nó uống ngon nước rồi, đừng dìm nó xuống. Dưới đây là bố cho nó. Nào, đổ nước ra nào. Ôi, đấy, uống ngon nước này các em này. Trời ơi, uống nhiều nước quá. Rồi, cho ra đây nhá, chân đi thao nhá. Ây, sợ to quá. Các bé tha hồ mà chơi với các bạn, chơi với các bạn tôi. Các em ạ, mùa hè nóng bức như thế này nhá, chúng ta được ngâm mình ở dưới một cái bể bơi đầy nước mát rượi. Sau đó thì chúng ta lại được chơi với các đồ chơi ở trong bể bơi như thế này. Không còn gì bằng đúng không em? Rất là tuyệt vời đấy. Để anh hỏi thì các bạn có thích không nhá. Bạn Chisu ơi, bạn có thích không vậy? Bạn là Mirut, bạn nào có thấy thích chơi với cả đồ chơi ở trong bể bơi này không? Bạn Gato có thích chơi không? Có à, hồ bạn nào cũng thích ấy, rất là thích là khác em ạ. À, đồ chơi thì rất là nhiều và chúng ta có thể thao hồ mà chơi ở trong bể bơi các em ạ. Bây giờ đã rất là muộn rồi đấy, chiều rồi, chúng ta tắm từ sáng và sang đến chiều đấy các bạn ạ. 1 giờ chiều rồi. Thôi có lẽ bây giờ chúng mình nên đi. Đấy các bạn thấy chưa, bảo nên là các bạn không chịu nên luôn. Và bây giờ các bạn ra ngoài thực hiện động tác nhảy vào trong bể bơi đầy đồ chơi đi. Ui, ui. Rồi xem bạn Gato nhé. Ôi, bạn Gato kìa. Ui, hết bạn. Ui, xùi, ui. Lộn vào làm chìm luôn cả thau các bạn ạ. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi. Vậy là chúng ta nghỉ nhá. Rồi các em ơi, trước khi nghỉ và ra khỏi bể bơi, anh sẽ tổ chức một cuộc chơi cho tất cả các bạn nhỏ của chúng ta. Vừa là trò chơi kết thúc, vừa là một cách để cất dọn đồ chơi đúng không nào các em? Nào các bạn ơi, bạn các tôi nhảy vào đi. 1, 2, 3. Rồi, nào tất cả các bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn Chisu sẵn sàng chưa? Các bạn các tôi sao? Rồi, bây giờ anh sẽ chơi trò chơi như thế này nhá. Đây, ở trong cái bể chơi này có 3 loại đồ chơi. Đồ chơi thứ nhất là những cái đồ chơi to như là bóng và các quả Boeing và con lợn. Đấy, và đồ chơi thứ hai là các loại Lego và các loại đồ chơi nấu ăn. Và cái thứ ba là các cái miếng xếp hình. Bây giờ các bạn sẽ phải, mỗi bạn sẽ phải đảm nhiệm một nhá, một món đồ chơi nhá. Bây giờ anh sẽ phân bạn Chisu. Không, bạn Chisu là người lớn nhất nên phải thực hiện lấy đồ chơi xếp hình. Đấy. Bạn Mirut là người lớn thứ hai nên phải chọn đồ chơi nấu ăn và các con vật, con lợn gà Pikachu và các con nhỏ. Còn bạn Gato là người nhỏ nhất sẽ thực hiện lấy đồ chơi là bóng và con lợn to và các quả Boeing, được chưa? Và bây giờ anh sẽ mang cho. Đấy, mỗi bạn đã có một thau rồi. Sau đó thì anh sẽ mang một cái thau to này, mỗi bạn là một cái thau to này nhặt ra đổ vào thau to này nhá, được chưa? Rồi, vậy là anh đã chuẩn bị 3 cái thau rồi các bạn nhé. Thau ngoài kia là của bạn là Sâu này, thau thứ hai là của bạn Chisu và thau cuối cùng là của bạn Gonshi Tangato đấy ạ. Và bây giờ chúng ta lao chuẩn bị nào. Nào bây giờ các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Các bạn đã biết nhiệm vụ của mình chưa? Bạn Sâu nhặt cái gì? Rồi, bạn Sâu sẽ nhặt các con vật và những cái đồ nấu ăn đúng không? Bạn Chisu nhặt gì? Rồi, bạn Gato nhặt gì? Đồ chơi gì? Bạn Gato nhặt gì? To vào, nói to vào xem nào. Nói to vào nào. Nhặt bóng với Boeing đúng không? Nhặt bóng với cả quả đúng không? Quả to Boeing. 1, 2, 3, chúng ta bắt đầu. Nào, bỏ vào, thao của mình. Ai là người hết nhất người sẽ giành thắng nhá. Rồi, đúng rồi, bạn Gato lớn lên rất nhanh không? Các bạn ơi, xem nào. Ui, nhanh thế. Ui, quá nhanh luôn. Ui, bạn Gato, ui, giỏi quá. Ui, ui, xô. Khả năng bạn Gato sẽ là người chiến thắng. Bạn Gato chỉ
Mà cho tôi nhận quả bóng với Boeing ấy. Còn xếp hình là của bạn Chisu mà. Không cần giấy xếp hình, phải cho tôi đến xếp hình lấy hộ à. Đấy, đấy quả bóng với tôi. Bên đây có rất nhiều bóng của Boeing này. Bà Chisu thì cả biết liền đó. Nhiều lợn và vịt rồi. Ôi bà, ôi bà Chisu được cả đấu đó, đấu vào trong kia. Ôi, một thao đầy rồi. Ôi bà Chisu đổ vào đi. Chisu đổ vào nào. Ôi bà Gato kia, con bà Gato còn nhiều bóng lắm. Đổ lên, theo tôi. Ui, bà Gato đang thấy mình chiến thắng hay sao ấy. Nên là không, bài ca tôi vẫn còn nhiều bóng lắm, rất là nhiều luôn, quả trứng và bóng rất là nhiều luôn. Cố lên, ô, các bạn ơi cùng xem này. Ơi, bài ca tôi đã nhặt được tương đối rồi nhưng vẫn rất là ít. Còn đây là thau của bạn Sâu, còn thau của bạn Chisu chưa được một cái nào. Các bạn, trời ơi, bạn Chisu kìa, thoái phát không được cái nào, cái đổ đầy luôn. Nào, cùng xem nào. Bạn Gato ơi, bạn Gato nhặt bóng nữa hả? Bạn Gato nhặt xếp hình nhặt hộ à? Ngốc cái. Nhặt bóng nhanh nhanh nào. Không, bạn Gato thua cuộc đấy. Ui rồi. Rồi, trong khi đó ai cũng biết nhiệm vụ của mình, nhưng mà bạn Gato thì đang bị sai lệch nhiệm vụ, toàn đi nhặt xếp hình của chị Chisu thôi. Cả lần bạn Gato rất đi thua cuộc rồi. Bóng còn rất là nhiều nữa. Kia bơi của con đây kìa, bóng con đây kìa. Ra nhảy ra. Ô, bóng của bóng to đùng này. Đúng rồi. Mọi người đang rất khẩn trương. Các bạn ơi, chỉ trong nháy mắt thôi, cái bể bơi này đã rất là sạch rồi. Ô, bà Gato nhặt cả xếp hình đấy, có bóng mà. Bà Gato nhặt bóng ấy. Cùng xem. Cái tay này thanh thoát của bạn Chisu này. Đấy, ghê chưa, nhanh chưa. Nhưng mà các em ơi, các em cũng để ý nhá. Còn Chisu này, những cái đồ của nó rất là bé và rất là khó nhặt luôn. Đấy, cực kỳ khó nhặt. Đấy, do vậy là tuy bây giờ nhìn rất là thưa ít nhưng mà chưa chắc bạn Chisu đã thắng đâu. Và bạn Chisu đang rất là chăm chỉ luôn, tập trung hết cỡ để nhặt em ạ. Đấy, và bạn Goto tuy nhiên còn nhiều nhưng mà đấy, tuy còn ít thôi nhưng mà quả bóng rất là to và rất dễ lấy, nhưng mà chưa chắc bạn Gato đã là người chiến thắng. Bạn sâu giỏi quá. Con của ai đây? Con một số đồ nữa thôi, con ít đồ nữa rồi. Bạn Gato bê cả thau kìa. Cố lên, con ít đồ nữa rồi. Vẫn còn cái kìa, một cái xếp hình kia kìa, nhỏ nhỏ kìa. Đấy, vẫn còn. Đây, xếp hình đây, vẫn còn. Đấy, nào, bây giờ còn ai đây? Ồ, các em ơi, vậy là trong đây hết sạch xếp hình rồi. Chúng ta... Vẫn còn nào, xa là cái gì? Vẫn còn con gì kia, con gì ở kia kia kìa. Đấy, con gì ở dưới kìa. hết chưa vẫn còn ở dưới đấy, còn nhiều lắm, còn cả kim cương cơ. Quả trứng là của ai? Bà Gato đổ ra đi nào. Các bạn ơi, nhìn đồ chơi này chỉ trong nháy mắt thôi. Con rùa của ai vậy? Rồi vậy còn đâu? Còn kim cương các bạn ạ. Khủng long của ai vậy? Hết chưa? Thống nhất hết chưa nào? Hết chưa? Quả trứng. Đâu? Cái lò các bạn ạ. Cái lò đấy là của bạn Gato đúng không? Rồi, bây giờ anh sẽ phân xử như sau nhá. Nào, tất cả ngồi xuống. Rồi xuống, nghe phân xử đây. Bây giờ sẽ là hết rồi. Và anh sẽ phân xử như sau. Sau khi mà các bạn nhỏ của chúng ta rất là khẩn trương trong việc nhặt đồ chơi, thì anh thấy rằng Lego và xếp hình là thứ mà hết đầu tiên trước nhất. Do vậy là chị Chisu sẽ là người chiến thắng. Và tiếp theo là bạn Gato đã nhặt hết bóng của mình. Và cuối cùng thì có một con khủng long, nên chị Sâu đúng không, đã nhặt hết rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn còn một con khủng long ở lại. Do vậy chị Sâu và bạn Gato là hai người bằng nhau cùng chiến thắng, đứng giải nhì các bạn ạ. Rồi, chị Chisu là đứng giải nhất thôi. Và bây giờ cứ mình cùng xem đồ chơi của các bạn đấy nhá. Ôi, các bạn ơi, nhìn lại đây là bộ đồ chơi của bạn. Ai đây? Quả bông xê. Hoàn đây. Đây rồi, rất là nhiều màu sắc. Ôi, và tất cả các đồ này rất là nhỏ, rất là khó đấy các bạn ạ. Còn đây,
Đây rất là nhiều đồ chơi này, bếp ăn này, đồ chơi nấu ăn này, con lợn này, rồi tôi có cả bông tay này, củ rau này, đấy tất cả các con vật là của bạn. Ai bạn nào của bạn sâu đúng không? Rồi các bạn thấy chưa, rất là nhiều đồ chơi, các bạn đã được lắm cùng các đồ chơi này, chơi trò chơi vớt các đồ chơi ra này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn có muốn nói gì với các bạn nhỏ không? Các em ơi, bạn gặp tôi, bạn gặp các bạn ơi, hãy ủng hộ tôi bằng một like nhá. Còn bạn Jisoo, bạn biết ông nói gì? Bạn Jisoo thì nói là các bạn ơi, hãy comment vào mình ở bên dưới nhá. Còn bây giờ đến bạn sâu. Bạn sâu thì nói là các bạn ơi, hãy đăng ký kênh của mình nhé. Rồi, tớ sẽ ủng hộ cả ba bạn nhỏ. Ba bạn nhỏ của chúng ta thật là đáng yêu. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn một lần nữa nhé.